Hello, hôm nay chúng ta quay lại với Liên Việt nha. Và hôm nay thì cuối tuần, hôm qua thì chúng ta có một cái phiên giao dịch là giảm khá mạnh và hình như là giảm cuối ngày thì phải. Và hôm qua dạo này gần đây thị trường hơi kém, trôi dần và rất nhiều mã thì thường hay bị rơi vào cuối chiều. Đúng rồi. Vào cái khoảng tầm 2 giờ đi, mà gần 2 giờ bắt đầu bị trôi. Hôm qua trôi mất 6 0.6, mà trong đó chủ yếu còn cuối giờ mất thêm mấy ít nữa. Như vậy rồi đây được coi là vẫn là vùng thấp. Chỉ gọi là so với hồi đầu dịch thôi thì cao rất nhiều thôi, chỉ còn lại thì đây vẫn được coi là vùng thấp. Và thanh khoản thì cực kỳ thấp đúng không? Hôm thứ thứ năm thậm chí còn có triệu cổ thôi. Và mình xem thử xem gần đây em nhỉ. Đúng rồi, thấp. Dùng 3 triệu kia vẫn là hơi thấp một chút. Nước ngoài. Nếu hôm nọ là cạn zoom. Đúng rồi, hình như là cạn zoom gì vậy. Và mấy này có lệnh bán xong rồi lệnh mua. Hình như là cũng chỉ quanh quanh cái zoom ấy thôi, 5% rồi. Như vậy cũng không có gì đặc biệt cả. Và nhưng mà thị trường đang cảm thấy đuối. Và chúng ta quay lại với thông tin buổi trước nha. Buổi trước thì mình đã vào đến báo cáo chính liên quan đến phần cân đối kế toán và phần tài sản rồi. Và trong đó thì gần đây thì ROAE thì đang tốt lên. À, tài sản trong 2022 thì đang tăng hơi chậm đúng không? Đến 6 tháng là như vậy. Và ở đây một số cái mình đã từng nghĩ lại. Trong buổi hôm hôm nay thì mình tiện thống kê thêm được một cái chỉ tiêu nữa đúng không? Liên quan đến tiền gửi. Mà đây này này. Ở đây thì chưa thống kê hết đúng không? Gần hối các cái các ngân hàng có cái dư nợ có cái tiền dư số dư tiền gửi hơn 100.000 tỷ thì mình có thống kê, còn một vài ngân hàng nhỏ thôi là chưa thống kê, Bắc Á thì không không có số liệu và cho thuyết minh của họ, họ không thuyết minh về cái này. Nhưng mà có thể thấy một cái đặc điểm là cái tiền gửi của hệ thống ngân hàng ấy là khoảng, nói chung nhiều năm nay thì khoảng 2 phần 3 là do khách hàng cá nhân gửi đúng không? Còn lại tổ chức thì là sẽ gửi số còn lại. Thế thì ở đây thì ví dụ chẳng hạn như BIDV, mình thấy mấy ngân hàng nhà nước ấy thường thì họ rất mạnh cái khối liên quan đến nhà nước đoàn thể đảng. Vâng, nên là cái số dư bên nhánh này nó rất là cao. Và ví dụ chẳng hạn như ACB, một ngân hàng tư nhân được coi là khá, thì tiền gửi cá nhân khoảng hai khoảng 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 đến giờ là khoảng 300.000 tỷ rồi. Nhưng mà bên phía doanh nghiệp nhà nước là hầu như không có gì cả, có mấy trăm tỷ thôi. Nhưng mà ở phía của bên BIDV thì cái này là khoảng 200 đúng không? Tức là cũng là tiền gửi cá nhân thì khoảng gần 700 đúng không? Như vậy họ có những cái thế mạnh liên quan đến đây, đoàn thể các thứ cũng nằm ở đây đây. Ngân hàng công thương cũng như vậy. Hơn 500 ngàn. Và tỷ lệ chỉ khoảng nửa thôi. Đúng rồi, BIDV thì tiền cá nhân chỉ khoảng nửa thôi. Còn các ngân hàng tư nhân thì họ rất mạnh hẳn về cá nhân. Đấy là mấy cái mình xem được. Và còn ở đây chúng ta đang quan tâm đến Liên Việt. Liên Việt cũng hơi đặc biệt một chút. Đâu đó đến thời điểm này nó khoảng 60 mấy phần trăm đúng không? Và đang có xu hướng tăng dần lên và tiệm cận với cái mức mức trung bình của ngành. Trong đó thì Liên Việt cũng hơi có một cái nét của nhà nước, tức là cái tiền gửi của phía khối nhà nước cũng vẫn có, đúng không? Ví dụ ACB trên kia có mấy trăm tỷ đây, có được có 48 ngàn, và rất khá. Như vậy hơi bóng dáng nhà nước. Trong cái cấu huy động là hơi có cái dáng của nhà nước, giống ba ngân hàng kia. Và ở đây thì MB mình không có số liệu chi tiết, nó chỉ có tổng của tổ chức thôi. Như vậy là đấy là cái
thông số gần như là các ngân hàng người ta rất ít cái số của nhà nước. Ở trên mấy ngân hàng bé có mấy chục ngàn mình chưa thống kê nhỉ. Và SB không không số liệu thống kê đây. Sibank này đúng không? Có một ngân hàng có cái nhánh nhà nước cũng gọi là tạm tạm, nhưng hiện không phải là cao. Và Sacom này đúng không? Rất là thấp, khoảng 10.000 so với tổng của ngân hàng khoảng 400, như vậy là chỉ có hơn 200 thôi. Và số Liên Việt thì bên kia là 48 trên khoảng tầm 180 200 gì đấy. Thì rõ ràng là cũng phải hai mấy phần trăm, nhiều. Như vậy chúng ta có thể thấy cái kết cấu là cái cơ cấu tiền gửi và cái nhánh nhà nước khá cao so với thị trường, và đấy là cái điểm đặc biệt trong cái tiền gửi khách hàng đúng không, cái phần chủ đạo trong nguồn vốn mà của Liên Việt nó lại hơi kiểu nhà nước như vậy. Cũng có thể là cái điểm này là mình nghĩ xuất phát từ cái việc là ngày xưa có sáp nhập cái công ty tiết kiệm bưu điện, có thể là cái số dư của bên bên kia, và thế nó mới có một cái đặc thù như vậy. Tuy nhiên có thể thấy cái điểm cực kỳ yếu của bên 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 Liên Việt là cái CASA không thấp mà càng ngày càng có xu hướng giảm. Và mình nghĩ là cái đây là điểm cực kỳ yếu, chứng tỏ là cái liên quan đến cái chuyển đổi số, rồi phát triển các cái khách hàng mà họ để cái số dư vãng lai không kỳ hạn là kém. Và mình nghĩ là ngân hàng vẫn có một cái vẫn hơi hơi kiểu có một cái pha chất của nhà nước. Và được cái thứ nhất là xong rồi mạng lưới rất là rộng đúng không? Xuất phát từ cái dựa vào cái bên VinPost kia, và trên là nó có một cái tính chất nhà nước. Như vậy có thể thấy lợi nhuận thì rất là khá mà đã tăng lên, rồi NIM tăng, rồi huy động giảm nhẹ, lãi suất huy động giảm nhẹ, rồi lãi suất cho vay tăng nhẹ, và đang tìm mọi cách để nó rộng ra đúng không? Đấy, nhớ cái NIM là đang tìm mọi cách để rộng ra. Đây đây đây, bây giờ mỗi quý là khoảng hơn 1% rồi và đã hơn hơn so với thị trường rồi. Nhớ thử xem mấy ông nhà nước ở đây có 0,7 và NIM cũng chỉ 3 thôi. Của Liên Việt PB cũng 3,5, CTG là 3 3 tròn đúng không? Lãi suất cho vay vẫn còn rất thấp. Như là chỉ có phần cho vay ra thì không thể vào bằng mấy ông nhà nước kia được. Và nhưng NIM cao hơn rồi. Như vậy là vẫn có một chút tư nhân mà không đi trên đường đấy, khách hàng cho vay ra vẫn là khách hàng lẻ. À, đấy là một vài cái đường đưa ra đúng không? Ở đây thì mình không có cái kết cấu của cá nhân tổ chức cho vay, hiện nay chưa thống kê được cái số liệu này, có thể nếu thống kê cũng rất là mất thời gian. Như vậy đấy là việc thì mình sẽ thiết lập nốt cái hai cái kỳ xa hơn đúng không, là chúng ta kỳ của 2019 và 2018 để chúng ta có một cái số liệu nó đủ dài chút nha. Để thiết lập nhanh cái vào đây là số liệu của 2 năm trước, 2 năm trước nữa, 202.000 tỷ và 175.000 tỷ là tài sản của ngân hàng trong các thời điểm đấy, và lần lượt là tăng gần 20, 19 và 94, rồi tăng khoảng 15. Như vậy là nó cũng vừa phải giống như kết quả của 21. Thứ hai là các cái chỉ tiêu về chi tiết. Và ở đây thì mình có nhập liệu hai cái năm kia đúng không, và chúng ta thấy là trên 4 chỉ tiêu chính là tiền gửi ngân hàng nhà nước, tiền gửi và cho vay các ngân hàng tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng chứng khoán đầu tư, thì hình như là kết cấu nó cũng là như vậy. Và 2019 cuối 2019 là 68% cho vay khách hàng, 2018 là 67, và còn chứng khoán đầu tư thì điểm đấy thì khoảng 17 và 20. Như vậy nếu kéo dài một khoảng thời gian như này thì rõ ràng là cho vay khách hàng thì vẫn là chủ đạo đúng không, đặc thù của tổ chức tín dụng,
Và thứ hai là có thể thấy cái tỷ trọng theo thời gian là đang tăng dần lên. Và như vậy là Liên Việt đang dồn nhiều vào cho vay. Và như vậy là tỷ trọng đúng không? Cho vay trên tài sản là đang tăng lên, tăng 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 dần. Và đấy là một cái đặc điểm. Như vậy đang hình như hơi ngược thì phải. Những máng như này là ở đây thì mình vừa thử tự ấy xem như nào đúng không? Ở đây chúng ta có một cái tỷ số giữa cho vay và tài sản, thì đến thời điểm quý 2 vừa rồi cả hệ thống ngân hàng đã niêm yết là khoảng gần 67, cuối năm 21 thì là khoảng là 66, và ngược về thời gian xa xa hơn thì là vốn còn 62.4. Như vậy là tỷ trọng cho vay trên tài sản hình như cũng đang tăng mà tăng nhẹ. Như vậy cũng đúng xu hướng, chẳng qua có cái là cao hơn so với ngày trọng này. Ở đây tỷ trọng của Liên Việt đến thời điểm này đã đến 74 rồi, và trong khi mình nhân chia hệ thống thì chỉ thấy có 66% thôi đúng không? Đấy là cái số mình nhìn được. Và ở đây mình sẽ thử thêm nguồn vốn nữa xem nhau nhé. Ở đây cho mình vừa tạm dừng và nhập lại thử xem như nào. Thì và cái bên phía tiền gửi khách hàng thì ngày xưa thì khách hàng là khoảng tầm 71%, sau đó thì đến vừa rồi thì đến quý 2 rồi thì còn có 61 thôi, đến cuối 21 là còn 62. Như vậy cái khoản mục này nó lại ngược với và ngược 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 với cho vay khách hàng, và cái kia thì có xu hướng tăng dần, còn cái này xu hướng giảm dần đúng không? Tức là đấy là hai khoản mục chính ở ở tài sản và nguồn vốn. Và ở đây buộc lòng thì Liên Việt là họ phải tăng tăng đi vay bên thị trường hai đúng không? Ở đây thấy điểm đặc biệt nhất là trong năm 2021, còn các năm ngày xưa thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Và phát lại giấy tờ có giá cũng buộc phải tăng mạnh, tăng mạnh nhất là trong cái đoạn chuyển sang 19 5%-13%. Còn vốn chủ sở hữu thì vẫn lằng nhằng trong cái mức này. Và đấy là một vài cái điểm liên quan đến cái chuyện này đúng không? Thứ nhất là đây là liên quan đến cái tỷ lệ mà tiền gửi đúng không? Trên tài sản thì đang giảm dần. Đấy. Còn bên phía ở đây mình có thử đúng không? Ở đây mình sẽ lấy tham chiếu là cái tỷ trọng giữa tiền gửi và tài sản. Thì có thể thấy trung bình chung là khoảng 66 đúng không? Và Liên Việt đang thấp hơn cái này. Trong vài năm qua thì như là đang đang giảm nhẹ đúng không? Thì cuối một khoảng 68%. Thế còn của Liên Việt thì đang giảm rất là nhanh. Và giảm nhanh. Ở đây thì mình nhìn trên cái con số tăng trưởng này thì hình như là do tiền gửi tăng chậm nên là tỷ trọng nó giảm dần dần như thế. Đấy là một đặc điểm. Và đây đang thấp hơn này. Là chúng ta có một cái thông số như vậy đúng không, để so sánh. Đấy là một vài điều chúng ta thử sang bên kinh doanh xem như nào nhé. Có thể thấy càng ngày càng lệch đúng không? Cho vay đang hơn hẳn từ gửi đến khoảng tầm gần 40.000, rất lệch. Và ở đây mình sẽ bắt đầu từ năm 21 nhé, còn đến kinh doanh. Và sẽ có thể sẽ phải ghi thêm cả thuyết minh như thế này. Và đây là những cái đồng mục chính thôi, rồi chúng ta sẽ phải phân tích ở phía sau. Thứ nhất là thu nhập lãi và các khoản tương tự. Và tức là đây chính là tín dụng thôi. Và đây rồi. Đây con thông số là 20.925 tỷ. Và đây thì có chi phí lãi. Tức là hiểu là chi phí mà mình phải trả cho người gửi tiền. Còn thu nhập lãi là lãi lãi cho vay.
Ở đây còn đây là lãi chuẩn đúng không? Tuần này đơn giản thứ hai đấy đi. Vậy cũng được đến 9.000 tỷ. Và còn năm ngoái 17 869 đây là 11 148 này 6720 đúng không? Lệch của hai cái số này và chúng ta thử xem tỷ trọng như nào nhé. 56%. Vâng. 43. Năm ngoái à, năm 20 là 37. Và mình chỉ nhớ là cuối năm 20 thì có một hiện tượng là lãi suất tiền gửi giảm như khoảng 1% gì đấy. Do đó thì chắc chắn là huy động sẽ và lãi suất huy động sẽ giảm. Vâng, cho nên là chắc là chi phí huy động sẽ có ảnh hưởng. Đúng rồi. Ở đây thu nhập lãi thì tăng khoảng 17 đúng không? Liên quan đến tín dụng. Thế còn chi phí thì chỉ tăng có gần 700 thôi, đúng không? 6,8. Cuối cùng thì lãi thuần là liên quan đến tín dụng là tăng được đến 34%, rất cao. Và đây thì liên quan đến khoản mục này thì chúng ta sẽ có hai cái chứng minh. Ở đây rồi, đúng không? Chứng minh 23 và 24. Ở đây thì có thể còn nói là vắn tắt đây, đúng không? Là thu nhập lãi thì đây họ thuyết minh được dựa trên 5 khoản chính. Một là thu nhập từ lãi từ tiền gửi đúng không? Như vậy là khả năng chính là cái này đúng không? Tiền gửi đúng không? Tiền gửi cho ngân hàng, tiền gửi cho ngân hàng khác đúng không? Thậm chí cũng